Xin chào tất cả anh em nha. Em sẽ quay review cho mấy anh em xem mấy con máy Yanma NFA D8. Thì có mấy thì cái con này cũng có những anh em bình luận là kêu quay review cho mấy anh em mình xem á. Thì nay cửa hàng em có về con này nha anh em. Đây. Con này còn ngoại hình nó còn rất là mới luôn. Đấy. NFA D8 8,5 bé tua 2006 nha. Đó, con này nắp cam được không, cách nước được không, còn rất là mới luôn nè. Đời đớm là khó chơi nha anh em, nước sơn còn rin hết nha. Này ốc là rin hết, chưa bung một con nào nha anh em. Đó, mấy cái đầu máy này nè anh em mua về mình chạy vỏ đồ ha, thở chạy gác kéo oxy nuôi tôm nữa anh em. Đó, nắp chục cò không này, nó xài bét kim nha nè. Mua ly bánh chén còn rất là mới luôn. Đó, mấy cái dòng máy bét kim là cực kỳ lệ dầu nha anh em. Thấy không, ốc nè, không bảy màu hết rồi. Để mà sẽ nhờ anh Thợ đòi test cho mấy anh em mình nghe thử tiếng máy nha. Máy này là hơi hám là bao, anh em nhìn cái bộ đó không, áo gió bộ nó còn mới cái này. Yanma NFA D8 con này phải nói là cực kỳ mới luôn. Đó, máy nổ rất là im luôn nha anh em. Đó, bị cái này nè, chơi lên nó kêu quá. Đó, con này anh em gác đấu thêm cục demo cỡ tầm 5 kg á, chạy garanti sình 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 là xài cả ngày nha anh em. Đó, rồi đó, anh em nào quan tâm đến con máy này thì liên hệ 0913 948 706 nha, và 0912 547 272 nha. Đó, còn rất là nhiều luôn nè. Rồi em xin kết thúc video tại đây nha. Anh em nào xem video thấy hay thì cho em một like, một share và nhớ đăng ký kênh em để theo dõi những video mới nhất nha anh em. Rồi, xin chào và tạm biệt tất cả anh em nha.